Chào cả nhà, hôm nay phim 4G xin giới thiệu cả nhà bộ phim tình cảm đam mỹ của Thái Lan với tựa đề 30 tuổi còn trinh sẽ biến thành phù thủy. Tên tiếng Anh là Cherry Magic. Jinta đang bưng cái chuồng mèo lên thì lại gặp em giao hàng khoai to. Cái thằng này nó làm gì mà cứ giao hàng trong tòa nhà này suốt thế không biết. Cũng lạ lắm mà nha. Mà cái thằng bé này cứ sắp sắp lại Jinta biết không thôi, chắc thích người ta rồi còn gì nữa. Anh phi công còn khen sao mà người Jinta thơm thế, thơm y như mùi dầu gió ông nội mình hay sức á. U là trời, tưởng khen thơm giống ai, thơm giống ông nội, là sao vậy má? Em phi công còn giới thiệu với Jinta là mình tên Min, thế là tiếng sét ái tình đã bắn trúng tim Jinta, lại một chuyện tình máy bay và phi công trẻ sắp sửa bắt đầu trong phim rồi. Trở lại với cặp đôi chính của chúng ta, Achi đang tám với mấy bài đồng nghiệp nhiều chuyện về kỳ nghỉ dài ngày sắp tới. Trong khi chị sếp siêu to khổng lồ khoe sẽ đi chơi biển cùng anh ghép mới thì Achi than thở sẽ không về quê vì ba mẹ bận đi chơi hết rồi. Đang dần dần vui vẻ thì bỗng nhiên ban Pat kêu Pai lại mà cho quà. Hú hồn hú vía, tưởng là thằng này có tình ý gì với bà Pai, Pai cũng đứng hình không lẽ thằng nhóc này nó định lái mình sao? Cưng xấu quá cưng ơi, chứ đẹp trai là chế cũng cho cưng cua chế thử một lần coi sao. Sau cùng mới tá hỏa, à thì ra chỉ là tình chị em thôi cả nhà ơi. Ban Pat ngưỡng mộ em Pai vì hành động chửi cha mắng mẹ thằng người yêu của tập trước, nên cố tình mua khoai tây chiên rổ béo bà chị idol, cho bà ăn nhiều để bớt nghiệp bã lại. Chị em đang vui thì bỗng có tiếng cãi vã nhau trên văn phòng sếp lớn. À thì ra ông cựu nhân viên xuất sắc đã bị đuổi vì mắng khách hàng như con không đẻ. Không hiểu vì sao hôm nay lại đến công ty, rồi nổi nóng lớn tiếng với Karan. Cả đám tụng 5-7-8 lo sợ không biết giúp Karan như thế nào đây. A chỉ nhớ đến những điều tốt đẹp mà Karan đã làm cho mình nên quyết định sẽ ra tay giúp anh Top. Cả nhóm lo lắng người hiền lành như Achi sẽ giúp Karan bằng cách nào đây trước một ông già hung dữ, cái miệng hỗn hơn cái chợ. Achi có hơi lo lắng nhẹ, đang định quay đầu là bờ cho nó an toàn thì bị thằng quỷ Ban Pat mất dạy xô vào phòng hồi nào không hay. Hoảng quá rồi, Achi liền nói máy lạnh chảy nước để ông già khó chịu Tsukiji kia phân tâm, cởi áo khoác ra. Sau đó Achi giả đò chỉnh sửa áo cho cha già khó tánh. Dùng khả năng đọc suy nghĩ người khác của mình thì Achi phát hiện ổng đang thèm ăn bánh da lợn của bà sếp Juji. À thì ra lần nào ông tới công ty cũng được ăn món bánh thần thánh này của chế Juji tận tay làm. Kỳ này không biết do ăn ở sao mà bà chế Juji quên mất nên chú ấy giận dỗi, la làng lên á cả nhà. Công nhận mấy ông già sồn sồn khó tánh bà cố, còn hung dữ dễ sợ. Rồi em không biết ổng thèm ăn bánh hay thèm ăn bà chế Juji da đen của em đây. Ăn bánh xong, đã cái nư hay sao á? Ông già Tsukiji khó tánh tự nhiên vui vẻ trở lại mà chào ra về trong sự thở phào nhẹ nhõm của Achi, Karan và ông sếp người Nhật. Vì những thể hiện xuất sắc của Achi, ông sếp quyết định cho Achi kết hợp cùng Karan nghiên cứu thuyết trình sản phẩm công ty. Được làm chung người giỏi nhất công ty, Achi cảm thấy rất vui vì mình đã có giá trị để công ty lợi dụng rồi. Vì công việc gấp rút nên cặp đôi quyết định không nghỉ lễ mà làm việc xuyên suốt cùng nhau. Karan sợ Achi đi làm khó khăn trong dịp lễ nên gợi ý sẽ đến đưa rước em thụ mỗi ngày. Achi vẫn như thường lệ, say no với mọi hành động tiếp cận từ Karan. Vô tình Achi đọc được tiếng lòng của Pai, đáng yêu quá đi, anh Achi lại làm tim Pai tan chảy nữa rồi, không tốn công thầm ngưỡng mộ đã lâu. Achi giật bắn cả người, không ngờ bánh bèo Pai cũng thích mình nữa sao. U là trời, giữa bánh bèo và bánh cuốn em biết chọn ai đây? Bánh bèo Pai hôm nay tự dưng mua bánh tặng Achi, ăn mà có sức làm việc anh Achi ơi. Karan cũng không chịu thua bánh bèo, anh chàng cũng mua đủ thứ đồ ăn để lấy lòng Achi. Achi cảm thấy khó xử quá, bánh bèo hay bánh chuối nhỉ? Thôi kệ bà nó đi, bỏ chồn chỗ khác là thượng sách. Khi đã bình tâm, Achi chợt nhận ra với bánh bèo Pai mình chả có cảm giác rung động gì cả. Còn khi nhìn ảnh của Karan thì trái tim nó cứ thổn thức đập rộn ràng cả lên. U là trời, vậy là Achi đã biết mình thích bánh chuối hơn bánh bèo rồi cả nhà. Thế là anh chàng lấy bánh Karan cho mà mút tới tấp, có khi tưởng tượng là đang mút Karan cũng nên. Bên này bà thụ Jinta đang nhớ nhung anh giao hàng khoai to vì mấy ngày rồi không thấy anh chàng ghé thăm. Nghe tiếng chuông cửa, tưởng anh Top đến giao hàng, em liền chạy vào tủ lấy chai nước hoa có mùi hương mà anh Top thích, xịt toàn thân để quyến rũ Min. Ai dè hôm nay đến giao hàng là một anh chàng khác, khoai có chút ét à, chế chê nha mạnh. Hụt hẫn quá, Jinta quyết tâm đi tìm xem anh Top đang ở đâu sao bỏ rơi chế cả tuần nay vậy cưng. Cuối cùng cũng gặp được Min, Jinta mừng lắm. Biết được anh Top đang chuẩn bị dự thi Thái Lan Idol Audition thì Jinta còn mừng hơn nữa. Coi vậy mà cũng có ý chí phấn đấu quá he. Đúng gu mình thích luôn đó, ôi em ấy đáng yêu làm sao. Achi đang tám chuyện với Ban Boti thì vô tình nhìn thấy Karan thân mật cùng người phụ nữ lạ. Không lẽ là người yêu Karan? Achi tự nhiên trầm tư và buồn ngang xương. Không biết có phải là do ghen tuông không? Mà hôm sau Achi bệnh luôn, nằm trên giường nhắn tin xin lỗi Karan hôm nay mình bị ốm nên không đến được. Đang mơ màng chờ tin nhắn của anh Top thì bỗng thằng bạn thân Jinta ăn bận nhan trộm la làng inh ỏi từ ngoài cổng. Vào nhà thì hai em thụ bắt đầu thi triển siêu năng lực đọc suy nghĩ của nhau chơi. Chẳng cần phải nói với nhau câu nào, Jinta cuối cùng đã hiểu hết nỗi lòng của thằng bạn. À thì ra Achi vã thất tình nên sinh bệnh á cả nhà. Khổ thân em bót này ghê á, lúc người ta tỏ tình thì dẹo lên dẹo xuống, lúc thấy người ta có người khác thì tiếc. Đúng là có không giữ mất đừng tìm mà. Đang tâm sự thì Karan xuất hiện. U là trời, bạn trai mày tới rồi, thôi tao về trước đây, dán mà giải quyết đi. Nhìn anh Top giữa mặt thôi là Achi muốn hết bệnh luôn rồi á cả nhà. Đúng là liều thuốc cho trái tim có khác mà. Biết Karan phải vượt qua 7 lần 7-49 kiếp nạn, vượt nắng vượt gió, vượt những cơn mưa rào, vượt rừng thông đèo mây mới tới được đây thì Achi càng thấy có lỗi với Karan nhiều hơn.
Achi đồi dẫn Karan về đường khác cho nhanh. Karan nắm tay Achi lại, nói thầm trong lòng, người ta vẫn chưa muốn về mà, người ta cất công đến tận đây mà cứ đuổi về là sao vậy Achi? Achi thì lại nói thầm, có người yêu rồi mà cứ tận tụy với tôi như vậy, biết người ta sao xuyến không cha nội. Thôi về đi, tôi không muốn làm trà xanh đâu. Karan viện cớ về nhà giờ này là kẹt xe nên không về được, xin ngồi lại chơi chút xíu sẽ về. Karan thấy Achi sốt nên dán băng hạ sốt lên trán em ấy, ôi sao mà nó tình cùng thế cơ chứ. Vậy mà còn chưa thỏa cái như của Achi nữa chứ, không chấp nhận tình cảm người ta đi bà nội, cứ dùng dằn né tránh hoài, tức ơi là tức mà. Chuyển cảnh qua em Thụ giờ hơi riêng ta một chút nhé, đang cà phê làm việc một mình thì tự nhiên mắc tè ngang xương. Đắng đo không biết đi tè có nên mang laptop theo không đây, mang theo thì bị mất chỗ ngồi, không đem theo thì bị mất máy tính. U là trời, biết phải làm sao chọn đây. Đang muốn bể cái bọng đái thì bỗng nhiên em giao hàng khoai to từ đâu đi vào quán như một vị thần cứu rỗi, hên quá trông giúp chế cái máy tính, chế đi xả nước cứu thân đây. Đang hỏi thăm anh Top làm gì ở đây mà tình cờ thế, thì Min bị chị chủ quán nhắc nhở, shipper không được ngồi chung khách em ơi. Jin ta nổi nóng, shipper không phải là con ngươi hay sao, cậu này là bạn của em, chị cứ mang một phần trà chanh giã tay, món chen nhất bây giờ ra đi, em trả tiền. Biết Jin ta cũng quan tâm đến cuộc thi Thái Lan Idol Auditon, Min vui lắm, thầm khen ông chú này sao đáng yêu quá vậy nè. Jin ta được trai khen đáng yêu thì tiếp tục tan chảy, kiểu này con chuyển hệ thụ động, chơi BD cho xứng nha bố mẹ. Achi và Karan vẫn miệt mài nghiên cứu bút bi bến nghé, tinh 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 đến giờ uống thuốc rồi Achi ơi. Uống thuốc cho mau hết bệnh nhé. Uống xong thì phải ăn chứ, ăn mì hảo hảo thôi nào, nhờ tô mì mà Achi này ra ý tưởng, cây viết cũng giống như cộng mì, viết tốt là loại viết viết không bao giờ đứt khúc. Thế là hai anh chàng bày hết giấy lên bàn mà cầm bút của nhau chạy qua chạy lại. Đố anh bắt được em, đố em bắt được anh. Dầm một cái, cả hai vô tình va vào nhau, trông đôi mắt em anh là tất cả. Achi không ngờ đi làm vào ngày lễ nó lại vui và hạnh phúc đến như thế, biết vậy đi làm hết cả năm không nghỉ ngày nào hết cho rồi. Cuối cùng bài thuyết trình giới thiệu sản phẩm cũng đã xong, Achi nhìn Karan với ánh mắt trìu mến, thầm nhắn nhủ, Karan yêu ai thích ai cũng được vì Kara thực sự xứng đáng với điều đó. Cặp đôi bắt đầu ký tên vào tờ giấy kết hôn, tôi chấp nhận lấy Karan làm chồng. À em nhầm, họ chỉ ký tên là tác giả của bài thuyết trình này thôi cả nhà ơi, chán quá đi mà. Em nôn coi cặp này kết hôn lắm luôn rồi á. Vì lỡ tiếp xúc da thịt có tí xíu thôi mà cây viết phát ra tiếng báo động inh ỏi. U là trời, nhịp tim Achi vượt qua mức báo động đỏ luôn á cả nhà, 145 độ. Chồ người ta đang tỉnh tứ thì lại bị hội con tai, thằng Ban Phát và chế Juji phá đáng tiếc. Bộ ba phá hoại hôn nhân gia đình người khác đây mà. Chắc do ăn ở nên chế Juji bị bồ đá, cả nhóm cùng nhau chia buồn, thành kính phân ưu trùng bà sếp. Thôi thì lễ mà, cùng nhau giữa nước thánh làm phép cho may mắn nhé. Xả xui xong rồi thì phải bị chết bột thôi nào, thế là cả nhóm ua vào nhau mà chết bột. Karan cũng tranh thủ cơ hội mà chết lên mặt Achi một ít, ôi làn da Achi sao mà mịn và êm đến như vậy cơ chứ. Chứng kiến cảnh tình tứ của hai anh chàng, Pai há hốc mồm hét toáng lên rồi bỏ chạy. Trời ơi, cứu tôi, trời ơi, cứu tôi. Vì nghĩ Pai thích mình nên mới phản ứng kỳ đời như vậy, Achi vội chạy theo để giải thích. U là trời, cả nhà có tin được không, con Pai nó có trái tim phụ nữ, nhìn cặp đôi mà ngày đêm nó đẩy thuyền tình tứ với nhau, em Pai sung sướng quá nên không kìm được cảm xúc chứ không phải vì em ấy thích Achi. Quá trời quá đất với bà bánh bèo này rồi. Achi cũng nhẹ nhõm người khi biết Pai không có thích mình. Achi sợ sẽ làm em ấy bị tổn thương vì có tình cảm với Karan. Đang vui mừng thì bánh bèo tình địch đã tới. Không lẽ mình phải mất Karan sao trời. Thất vọng dâng trào cùng với việc hao mòn sức khỏe hai ngày nay, Achi bất ngờ ngất đi không biết trời trăng gì luôn. Khi Achi tỉnh dậy thì đã thấy Karan bên cạnh và lau người cho mình. Karan xin lỗi vì đã bắt Achi làm việc quá sức. Achi không nói lời nào, mặc kệ cho anh Top muốn lau gì thì cứ lau. Đang tình cảm thì bánh bèo tình địch lại xuất hiện trước ngõ nhà Achi. Achi ra mở cửa với một tấm lòng nặng trĩu. Bánh bèo không nói gì cả, cầm túi quà đưa cho Achi rồi còn đòi vào trong xem nhà lớn hay nhỏ. Mấy bác coi có gan với con bánh bèo này không chứ? Nhà lớn hay nhỏ thì kệ mẹ người ta, đòi vào xem là sao? Làm như bã là chị chồng người ta không bằng. Mà bà bánh bèo này là chị chồng tương lai của Achi thiệt đó cả nhà. Ngạc nhiên, ngạc nhiên. Bã là chị của Karan, vì mỏ hỗn cải lộn với chồng ra bạn trai gì đó, nên bã đòi dọn qua nhà Karan ở, kêu Karan qua ở với Achi đi để tiện bề chăm sóc. Từ khi bã xuất hiện tới giờ, em thấy bã được nhất là khúc này nè. Hai anh mà sống chung với nhau thế nào cũng dần dần trong mà coi. Ôi em đôn quá đi mất. Liệu lửa gần rơm có cháy nhà. Các bạn hãy xem tiếp tập 5 là biết nha. Phim 30 tuổi còn trinh sẽ biến thành phù thủy tập 4 đã hết. Câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao mọi người nhớ like và theo dõi kênh để đón xem review tập 5 nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.